không? Trên màn hình các bác đang xem đây là bộ bàn ăn hình tròn 8 ghế, mẫu là ghế chữ thọ, được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, 100% là gỗ tự nhiên. Như các bác đã biết là gỗ hương đá là một loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao, và vân gỗ hương đá thì cực kỳ đẹp nhá. Nếu bác nào đã xem video nhiều của xưởng đồ gỗ Gia Gốc, các bác sẽ thấy xưởng nhà em làm những sản phẩm từ chất liệu là gỗ hương đá, lọc lựa vân gỗ tự nhiên rất chi là đẹp và đều. Đấy, trên màn hình các bác cũng đang thấy luôn là mặt bàn tròn được làm từ gỗ hương đá vân tự nhiên rất là đẹp. Bộ sản phẩm này đã có chủ nhân là anh Khang ở thành phố Hải Dương, anh đúng ở trung tâm thành phố Hải Dương. Anh Khang đã tham khảo sản phẩm của xưởng thông qua website là xưởng đồ gỗ Gia Gốc .com và anh đã lựa cho gia đình nhà mình một bộ bàn ăn 8 ghế một bàn tròn được làm từ chất liệu gỗ hương đá như trên màn hình các bạn đang xem. Và trước khi bàn giao thì xưởng nhà em sẽ quay video qua để lưu lại tư liệu để gửi cho những quý khách, những người ở xa không đến được xưởng tham khảo bộ sản phẩm bàn ăn gỗ hương đá rất là đẹp. Đó. Mẫu ghế thì là ghế chữ thọ. Đây em sẽ zoom tận nơi các bạn. Mẫu ghế này là ghế chữ thọ, ván là ván tràn. Đây. Ván là ván tràn nguyên tấm, không hề có khuôn tranh. Nếu như hàng chợ các bác hoặc là hàng phổ thông các bác sẽ thấy có cái khuôn tranh bao quanh. Còn với những cái mẫu ghế ván tràn này thì xưởng em làm không có khuôn tranh nhá. Đó. Trên màn hình các bác lại thấy đây là vân gỗ tự nhiên và rất là đẹp luôn. Là hàng này là hàng nó đẳng cấp, nó giống như là bàn ghế hoàng gia nguyên tấm ấy, rất là sang và đẹp. Và đặc biệt là cái phần chân cột. Đây, các bác lưu ý nhá, phần chân so nhà em là liền với cột. Đây là phần chân so của ghế, xưởng em làm liền với cả cái cột luôn. Nó không hề chấp ghép, tất cả chân so là liền với cột. Đó. Tại sao chân so lại phải liền với cột? Thì để đảm bảo trong quá trình sử dụng, các bác có đổ ngả nghiêng ra đằng sau như này thì cái ghế này nó đảm bảo độ vững chắc khi quý khách hoặc là trẻ nhỏ đang ngồi và đạp ngửa ra đằng sau, nó không bị gãy. Đây là lý do vì sao là xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia luôn luôn ưu tiên là phải làm chân sau liền với cột để đảm bảo phần kết cấu vững chắc của sản phẩm. Và bộ bàn ăn này thì anh Khang có đặt là 8 cái ghế và một chiếc bàn. Chính vì vậy lên chiếc bàn này, xưởng nhà em cũng làm to hơn bình thường. Nhưng là bàn này đường kính là 1m37 theo số đỏ trong phong thủy, các bác tham khảo. Và phần chân bàn, bàn này rất là to nên phần chân bàn, đây em sẽ giới thiệu cái phần chân bàn này các bác xem. Cái phần chân bàn này thì xưởng em làm một cái chân trụ này, bốn chân đỡ một cái trụ. Chiếc trụ này là trụ nguyên khối nhá. Lưu ý quý vị khách hàng khi xem video của xưởng, đây là cái trụ này là trụ nguyên khối, không hề chấp ghép. Chân đục chạm rất cẩn thận và có bốn cái xà trên bốn cái chân đỡ nguyên một cái bàn to này, rất là vững chắc, đảm bảo khi quý khách sử dụng để thức ăn hoặc để đồ lên mâm này thì không bao giờ lo bị sập hay là bị đổ, bởi vì chân là bốn chân kiềng rất là vững chắc. Và chiếc bàn này thì bên trên nó sẽ có cả mặt kính, nhưng trong cái video này thì xưởng em không để tấm kính lên để các bác nhìn thấy rõ vân. Khi các bác để tấm kính lên thì nhìn nó sang rất là nhiều. Bàn tròn thường sẽ có mâm, cả mâm xoay nữa, có mâm xoay bên trên. Nếu quý vị khách hàng nào quan tâm thì có thể liên hệ ngay với xưởng đồ gỗ Giá Gốc Phạm Gia theo số hotline đang hiện trên màn hình, hoặc các bác có thể đến trực tiếp cơ sở của xưởng tại địa chỉ là Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Nếu bác nào ở xa không có dịp đến xưởng thì có thể tham khảo trực tiếp trên website là xưởng đồ gỗ Giá Gốc .com. Trên đó xưởng đồ gỗ Phạm Gia đăng tải đầy đủ các mẫu mã sản phẩm kèm theo thông số kỹ thuật và giá của sản phẩm để quý vị khách hàng cùng tham khảo. Và xưởng xin cảm ơn mọi người đang xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau.